Okay, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là mình đang cầm một cái cuốn máy thử khí Haywell. Đây. Đó, đây là một cái máy thử khí Haywell đang rất là luôn đó các bạn. Đây vào những càng mình giới thiệu sơ lược này. Đây là con hai cái khế trong cái máy. Còn cái dòng này nó xài từ 125 trở xuống, gần hai cái khế mà có hai cái má đây nè. Còn cái thằng này á là từ 150 trở lên là nó xài hai cái khế nhưng mà có hai cái má ở ngoài thôi, nó không có giống ở đây. Thằng này là dòng lớn á, biết xài nó mạnh và nhiều khí hơn. Đó. Đây là những cái thông số sơ lược thôi. Bây giờ là cái hồn cái phần này là mình sẽ giới thiệu ở sau đây. Bây giờ mình tìm hiểu trước là mình coi mình chỉ số để mình biết được cái lưu lượng và cục áp. Thường thường á là khi mình trong hệ thống thải họ sẽ cho cục áp 5m, 4m hay là 3m. Đó. Rồi lưu lượng bao nhiêu? Thì mình nhìn trên cái biểu đồ này thì mình sẽ nhìn vào và ví dụ như là 5m 5m 4.6 mét khối trên phút thì mình nhìn vào đây là chỉ số đó. Số 5 5.000 ở nước ngoài mm AG này ở nước ngoài họ dùng, còn mình quy đổi ra là 5m. Xong mình chữ dùng chữ VF với KW là cái lưu lượng motor và cái kilowatt motor mình cần dùng á, nhìn phía sau này nè, các bạn này. Đó, mình sao này kilowatt. VF là lưu lượng, ký hiệu cho lưu lượng. Mình nhìn coi trên trước tiên là mình nhìn cái cục áp là có đạt được hay không, là 5m là ok rồi nè. Rồi mình nhìn xuống phía trước cái kilowatt là lưu lượng đã là lưu lượng là bên này là cái quy định chung ở cái dòng máy thủ khí của Đài Loan là cái lưu lượng phía trước, còn kilowatt ở phía sau. Khi mình đã chọn đúng cái cột áp của nó rồi mình phải so xuống coi chỗ đó cái dòng nào là cái tới cái mức nào là có cái lưu lượng đúng, đó là như vậy là 0.446 đó, mình đọc đúng cái lưu lượng của cục áp rồi nha. Mình so ra qua bên cái hàng cái cột thứ hai đó, mình thấy 0.7 thì một đa số máy thủ khí á, mình phải luôn chọn cao hơn cái dòng mà của nhà máy đưa ra, tại vì nhiều khi á nó thấp quá cũng kéo cái đầu máy thủ khí không nổi, và bằng quá thì khi mà mình đưa vào công trình nó khi thi long nó có nhiều cái nó sẽ tổn thất cục áp, rồi nó tổn thất cục áp dẫn đến cái tăng cái công suất motor lên đó, mình phải dự trù cái đó. Thì ở đây hiểu ví dụ là 0.7 đó, thì 0.7 thì động cơ nó phải là 0.75 là con một ngựa rồi đó, mà cái này là 0.7 thì nó sẽ cao hơn con 0.75 kilowatt động cơ, mình phải chọn cao hơn thì đó mình phải chọn 1.1 kg là nó lớn hơn 0.77 là 1.1 kg là 1,5 thì cao hơn là cho ok chạy trong vòng tua đó là chuẩn đó, vòng tua có 2.000 đó, vòng quay của cái đầu máy thủ khí á quay của nó. Đây, thì trên mỗi catalo thì nó cũng phía trên góc bên góc bên này hoặc bên góc bên này nó sẽ ký hiệu cho mình biết này. Đó, nó VS là mét khối trên phút. Đó, VS mình nhìn vô đây. Đó, VS là cái đường lưu lượng đây.
này nó rất là nhiều dãy. Từ rồi mình sẽ chỉ cho các bạn đọc cái nhìn vào cái biết cái đầu đó là 32 hay là 50 hay là 60 hay là 80 hay là 100, thì cái đây là cái RSS này là cái model của cái nhà máy của Highwell, nó đặt ra mỗi hãng nó đều đặt tên riêng hết đó. Thì mình nhìn vào đi, số 40 là đầu ra 40 là 49 á, 50 là nó này tính đường cong, đường tính cái đường kính trong á gọi là 50, nhưng mà luôn tính luôn cái đường ngoài, đường kính ngoài là 60 á. 65 67 rồi RS 80 50 thì ra 90 là ống 90 các bạn. Đây. Đó RS 100 RS 125 à RS 125 150 đó ống 200 ống 300 200 250 300 đó. Dài lắm. Còn qua bên này á, bên này á là cái đường cái biểu đồ khả năng hoạt động của máy thổi khí, còn cái bên này á là để mình chọn cho nó dễ, còn bên này là cái biểu đồ tính năng hoạt động, mình chọn bên này cũng được, mình chọn bên này cũng được, nhưng bên này nó dễ nhìn hơn bên này. Cái này thì nó sẽ xảy ra trong cái khoảng thời, đây là cái màu tím này này, cái khoảng thời gian hoặc tức là cái dãy hoạt động của máy thổi khí, hoạt động của máy thổi khí thì đây là 10 này, dãy hoạt động của máy thổi khí đó. Mình sò lên đây nè, có cục áp nè, lưu lượng này phía dưới này, đưa lượng phía dưới cục áp phía trên. Để mình sau đây chúng mình chọn 3 mét đây, đưa qua là tới đây, đây đó, đây này đây là mới trong từ cái từ cái khoảng này với khoảng này là cái khoảng hoạt động của máy thu phí nha. Mình một con đó từ đó ra đây là ta mới chỉ số rõ luôn còn một hộp về này đó, nào cái này 3 mét rồi phía trên này mình tham chiếu đây cái đường là chọn đây, mua lưu lượng 1.5 đây là nó tới chỗ này đó, tới chỗ này mình tham chiếu qua chiếu xuống là đúng rồi, rồi mình chiếu ngược lên trên là vùng tua là 1.150 đó, nhưng mà xài con một ngựa đó, xài con ngựa là cái dãy này từ đây qua đây rồi nó hoạt động, mình chiếu qua chiếu xuống hướng dẫn tương tự nha, qua khoảng 3 mét đi, 4 mét đi chứ là mình lưu lượng mình cần là khoảng 1.3 đi, lưu lượng khoảng mình khoảng dùng 1.3 đi, 1.3 đi rồi xong rồi mình tham chiếu qua 3 mét qua đây ở khoảng giữa này ngay chỗ cái này, ngay chỗ này luôn đó, mình chiều xuống khoảng nữa là 1.3 thì lên phải dùng con hai ngựa đó, vùng con hai ngựa chiếu lên vùng tua là 1.250 đó. Đó và vùng tua mình một con ngựa để rồi xong mình tính bù lì với cái độ bù lì máy là ra bao nhiêu là nó quay tại động cơ nó là mình sẽ xài 1.400 rồi đó, là không nói là mình có thể phải tính theo cái bù lì đó là mình sẽ nói sau. Hôm nay là mình chỉ cho các bạn xem về những bạn mà chuẩn bị mới ra trường á, mới ra trường chuẩn bị kỹ sư á, ra trường để mình coi mình tham khảo trước, tại vì khi mà mình không thiết kế mình phải biết được cái tính năng như vậy khi về sau mình ra mình đi làm á, mình không có bỡ ngỡ ha, mình không có bỡ ngỡ được. Và xong trong khi mình ra trường mình đi làm á, thì trong mấy cái công ty môi trường á, họ sẽ đào tạo mình từ hàng năm, nhưng mà mình phải nắm chắc cái cơ bản trước để sau này á, mình ra mình còn dễ xin việc, với mình cũng
có một cái chút gì hiểu biết về cái thiết bị máy móc như này, thì mình phỏng vấn đó, mình nói với sếp công ty môi trường đó là em rất có biết như vậy vậy, họ sẽ có một mức lương khá cho mình, mình sẽ biết cho hồi năm 25, 200, 50. Đây là cái máy thổi khí thông dụng thôi nha. Còn đây là bên này là cái phần máy thổi khí phút tầng không này. Đó. Còn có cái tầng không này. Cái hút bụi bặm rồi trong mấy cái cơ sở làm gỗ đồ á. Đó là âm nè. Âm này. Đó, âm. Là hút á. Hút áp âm á. Đây đây là hút tầng không. Rất là nhiều. Thì nó cũng giống như nó cũng 65, 40, 50 thì cũng có cái đầu vậy thôi, nhưng mà nó thay đổi cái mã. Thay đổi mã để nó phân biệt. Phân biệt thôi. Đây, đây là cái được kích thước ống giảm thanh. Thước ống giảm thanh đầu vào. Đây, ống giảm thanh đầu vào đây. Đây sơ đồ kích thước ống thanh đầu vào. Rồi, xin chào các bạn nha, cái phần này với thằng ống thanh đầu hút vào với đầu ra á, cái phần này nào được sau mình sẽ nói tiếp cho các bạn nha. Rồi để mình sau mình nói tiếp rõ hơn cái phần này cho các bạn tham khảo về những thông số như vậy. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Rồi bye bye.